ông mặt quỷ. Quá trời bự rồi. Rồi đó tao với hai cái ổ mặt quỷ. Mẹ cúp mẹ luôn. Ủa ông bự thiệt. Nó quánh tôi sủi tay luôn rồi cả nhà luôn. Quá trời quá trời. Để mà trầu rồi. Có lý có lý. Thắt mà lượng bự cả nhà ơi. Thắt xuống, mà lượng bự. Xuống. Không ra rồi, không ra. Cái gì đụng mới. Trời ơi. Ngon. Quá ngon nè. Lửa bạc. Chào cả nhà nha. Cả nhà nha. Hôm qua thì mấy anh em cũng có đi đặt trúm mà trời mưa quá thì kiểu quay không được, hôm nay mình mới đi dở rồi mình quay nha cả nhà. Rồi. Bây giờ mình đi đổ đi. Đi anh bơi. Ừ. Đặt dính lưng già không á cả nhà. Bữa mấy anh em cũng đặt ở trong đây rồi cả nhà, cũng trúng á, nay mấy anh em đi đặt tiếp. Làm ơn anh bơi. Nhá hàng không, nhá hàng không, nhá hàng không, chút đi chút đi chút hàng nhá rồi không công thời gian nó bắt lại lâu lắm cả nhà. Chút đi chút nhá thật cả nhà coi nhá đây rồi. Rồi tiếp tục mấy anh em đặt cặp xong rồi cả nhà. Đây mấy anh em phải bờ dài xuống dưới đó là đổ dài theo mấy sông này, hai bên cỏ nhiều dữ lắm, cỏ cấp nữa. Sao im không? Không chạy nữa rồi cả nhà ơi. Con ống chạy không chứ đâu phải ống này cũng chạy không đâu. Thấy không? Okay. Anh ba đổ nữa này cả nhà ơi. Sao anh ba? Con nữa. Ba con rồi đó. Đừng con nữa hả? Ba con nha. Đây chúc mấy anh cả nhà đợi xíu nha, mấy anh em cũng dở gần xong rồi, còn khoảng 5-6 ống nữa xong rồi cái mấy anh em đổ trúng ra, đổ lương ra cho cả nhà xem thành quả nha. Rồi tới luôn. Chỗ này người ta nuôi ong này cả nhà, nuôi ong mật á, mật tràm. Tại ở đây là rừng tràm đó, bên đây rồi bên đây nữa, hai bên luôn, rất là nhiều ong luôn cả nhà thấy không đó, thùng thùng đó ong không á, ong nuôi đây nó lấy mật tràm ở cả nhà, cũng thơm dữ dằn lắm. Nãy giờ mấy anh em đổ giờ cũng xong rồi nè cả nhà, còn ống cuối cùng nè, ba anh đang đổ nè. Làm ơn ba. Ok, ngon cành đào. Rồi, mấy anh em mình lên bờ đổ thành quả ra cho cả nhà xem đi. Cũng bữa nay cũng không có trúng dữ cả nhà ơi. Cũng được có mấy con à. Được mấy con à. Rồi, giờ mấy anh em mình đổ thành quả ra cho cả nhà xem nè cả nhà ơi. Bà đi gấp để chạy này mấy anh em mình thất. Đây đúng đặt cái lồng này sao mà lương ít quá. Được có ba con à. Lương này nó ăn chay cả nhà ơi. Nó được cũng bự bụng ha. Đó. Trầu rồi. Có lý có lý. Thất mà lượng bự cả nhà ơi. Thất xuống, ấy, xuống. Không ra luôn, không ra luôn. Đó đó. Ui giời nè. Cắt luôn. Đó cả nhà thấy không? Đổ ra gấp. Ồ đây bự nè. Đá nữa. Ừ cũng được đó chứ. Đó đó đó, đó. Từ từ tôi phóng ra luôn bây giờ đó. Có lý nha. Không có cỏ cầm ngồi đà nữa cực nữa mắc ru cơ chứ ngồi. Mấy anh em đổ trong đây luôn cái xong rồi mấy anh em xuống xuồng về có chạy được ba ống mà không biết con nhiều con này, nhưng biết có ống nào thôi, ống này không biết được chạy được hai con cái ai. Lương này nó ăn chay rồi nó không ăn mặn rồi, con nhỏ cũng được rồi. Này nó có ba con rồi cả nhà mình đây, ba con ba lương rồi. Này cũng ba con cũng bự không chứ đâu có nhỏ đâu phải không nè đó. Mấy anh em mình về chắc hồi ghé chỗ thăm lưới rắn bữa mấy anh em mình văn đó nha. Rồi
đi quay thăm lý rắn cho cả nhà xem nữa rồi mấy anh em mình về luôn. Rồi về. Về cả nhà ơi. Thất rồi. Này thất cả nhà ơi. Qua mấy anh em đi đặt, trời mưa quá rồi. Với lại lúc cài nước đó, nó muốn thúi rồi. Mình mấy anh em mình đặt đó, nó mồi nó không qua, nó không có bắt. Rồi, chào cả nhà nha. Cái nhà đừng rời mình nha, đợi mấy anh em mình đi thăm lưới rắn cái nữa nha. Mấy anh em mình về tới chỗ thăm lưới rắn nè, cái nhà ơi, đang ngồi vô nè. Đây cũng 3 ngày rồi. 3 ngày mấy anh em chưa thăm này thăm. Cái nhà theo dõi mấy anh em mình nha. Để lội vô tới lưới rồi, quay cho cái nhà xem. Đường này cũng khó lội lắm, khó đi lắm. Dính không? Tới lưới này cái nhà ơi. Rồi xảy gắn nữa chứ gì. Dính cá rô. Thất bại rồi, hai tay rồi cái nhà ơi. Hai bà tay gì rồi? Tay này sao rồi? Không dính nữa rồi cả nhà ơi. Nè. Này kỳ ta. Tâm tay dưới nước này luôn đi em ba. Tâm tay nước đi, hồi mình vòng lên trên cái mình vòng lên trên cái mình đi qua bển cái mình thăm về luôn à. Cái tay văng trong tràm này cả nhà, tay lưới nhỏ. Cho vũ vũ rong rồi cho ra bớt nha. Khoèn quá khoèn. Này dặn trong tràm này nha. Đâu? Ừ, ngon rồi. Cắn gì hả? Bông súng đỏ hả? Súng lượng đỏ nè. À, đây. Ngon, mập. Lý nha. Giúp lại mập lúc mà. Trên bờ hôm nay dính yếu quá nhà ơi. Nhờ chắc nay chắc nhờ dưới nước nhiều quá. Dưới tràm nè, dưới nước nè. Bệnh. Trời ơi, nó cắn cái gì vậy? Cắn luôn. Từ từ thôi. Quá trời mũi. Quá trời mũi cả nhà ơi. Có nắng là nó đỡ rồi đó. Chừng cắn nữa giờ. Cái này nó cắn nó chảy máu chứ nó cái dạng nó không có độc. Phải không? Ừ. Ồ, con này dám có trứng anh ba, mập lù. Ghê không? Một con ha. Ờ đã. Bông súng đỏ nha cả nhà. Bông súng lượng đỏ. Nè mấy bữa mới thăm ba. Con này nó mềm lắm. Con này mà xào một cái. Tới luôn. Này lo trong tràm cả nhà cực lắm, cà khum tràm. Dính nữa vậy? Xe tràm luôn vậy? Xe tràm luôn rồi. Né khum. Nghĩ đâu vậy? À, có lý nha cả nhà. Kéo đậu lên coi. Mày cái mày cậu vui. Má xeo tầm ra. Xeo. Xeo. Rồi xeo. Mình lội vô á. Nó thấy mình cái giật mình á. Giật mình. Bullet. Quá trời mập nha. Ghê không? Lúc biết sao nước lên cá nó nhiều quá. Nó ăn nó mập như vậy đó. Xì ở góc tàm hả mày? Quá đã. Hết rồi. Vô vậy. Xe phù đầu luôn. Hai con. Vậy ngon rồi. Nay mình trông chờ mấy tay lưới làm. Nhỏ rồi. Ừ, lưới bự giờ nó ngập rồi. Rồi hết lưới rồi. Tay này được hai con ở nhà ơi. Giờ mấy anh em mình quay ra ngoài. Đi thăm mấy tay trên bờ nữa rồi với mấy còn mấy tay ở trong tràm nữa, văng dưới nước như vậy nè. Hụt nữa hả? Đâu, từ. Ê, né anh ba, gắn đủ bông súng đủ thứ nái luôn. Thứ nái luôn nè. Trời ơi. Con gắn nó bự. Chết luôn rồi vậy. Chết. Ê, sao nha. Kéo cái bụng lên coi. Trời ơi, cái bụng nó kìa. Con gắn 3 phần mấy mà, 3 phần rưỡi, 4 phần gì đụng mà. Trời ơi. Ngon. Quá ngon nè. Lưỡi 3 rưỡi dính gắn luôn. Trời chê. Vậy được rồi. Dính được con thì cũng khỏe rồi.
này biết sao nó xe vô nhiều lọn à, xe vô lưới nữa một rồi còn nửa ký không, nửa ký mà chừng giỡn đâu, nó vô ăn cá vậy thú quá rồi túi đụng con trứng á, gắn này ôm trứng cho coi bự á. Rồi sao ta xé lưới luôn hả, lưới một xé đại đi, lưới một luôn rồi này chứ sao không, nhờ nó dính nó lẹo nhiều nè, chứ gắn này cái dạng nó không có bường như cái không hành chứ hơi không ngựa kiểu thấy nó chìm rồi. Ê ê chừng dập trứng á, trứng này trứng chắc. Trứng bụng nó ốc nóc luôn kìa nha, nè nè hết hồn vô trứng. Hết hồn trứng, trứng với mỡ giờ thứ ơi, lạnh tay không, lạnh tay đừng đập đập vui nhét lên cục đá luôn thiệt tình đi cục đất vui không ghê không, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, ngon rồi, khỏe rồi, con này nữa mấy anh em mình được ba con rồi. Ê kéo từ từ ơi, để quay cho cái nhà xem ơi, tàu vô trứng, trứng một khúc đó luôn, khúc trứng luôn nè cả nhà, khúc trứng luôn, khúc này là khúc trứng nè, lạnh tay luôn, quá đã vô quỷ, mở lưới đàng hoàng, mở lưới đàng hoàng ngay cho nhanh, mở lưới ra đàng hoàng đi, này trên bờ này cả nhà, tay này trên bờ nãy giờ ba bốn tay trên bờ không có dính, cuốn cái tay nãy kia cuốn luôn, cuốn hồi lên đầu trên nhăn lại nè, mấy này mình cuốn tay này nè, cuốn tay lưỡi chỉ nãy nó bị nằm dưới nước á, anh em cuốn ngập nước, mình cuốn mình đi kiếm chỗ khác mình chăng, lũ gạo cả nhà. Rồi tới luôn, coi chừng, coi chừng ông nha. Sao gì dính nữa cả nhà ơi, tới tên bà, tên bà quả rồi, đầu đầu chưa thấy gắn à, trời ơi 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 lạc ức luôn, thấy chơi không, lẹ 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 quấn dùng bông luôn, quấn dùng bông luôn, cái này ui ôi đủ tiền rồi, được rồi, ngon rồi. Ôi, trời ơi, con nãy con này là gần ký rồi nghe nha, cầm mà nó cứ ngắt luôn thịt, mình cứ ngắt nó thân cái tay luôn thấy không, trời ơi đã chưa, bù lết, bù lết cái này bù lết nha cả nhà, bù lết quá bự rồi, bây giờ lưới thì bự ghê trời, cái này chặn lưới lớn mà, cái bàn rưỡi mà, bàn rưỡi tự đứt cái đầu chứ luôn á, quá trời đã, gắn này cũng ngàn ngửa với gắn nãy ha anh ba, ừ. Lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, lớn hơn bị gì nữa này cả nhà, ôi ôi đám cả nhà bập lù luôn á, vô quá đã, được luôn, lưới chưa, được bốn con rồi cả nhà ơi, quá ngon rồi cả đầu, đưa sát cho coi, đưa sát cho cái nhà xem hai gắn bự đây. Cũng thấy rõ lắm, để hồi thì mình lên bờ đi, rồi ok, quá đã, bốn con hơn ký rồi đó, rồi tới luôn, tới luôn đó trời ơi, quá trời, trong đây đi chiến nào bị ông quánh rồi, sâu nữa, sâu bắn nữa, giờ lội qua đường mương nè, mấy anh em mới ba bữa không vô đây mà giờ nước mến mông luôn, giờ mình lội qua cái mương này nè cả nhà, chắc ló cái đầu lên luôn quá. Ê đó, cái đường kinh này nè, cá dữ dằn lắm, tới tháng khô á nó rút cá trong đây, mà mấy anh em mình không có vô đây bắt cá, ít vô đây bắt cá lắm, chủ yếu vô đây bắt gắn. Tới luôn, hụt nữa rồi cả nhà, tay này ngon quá trời luôn, không dính nè, ông trời ơi ông vẽ chạy, ông vẽ cái hời, ông nuôi vẽ không, quá trời ơi, ủa không anh ba đi đạp trúng này, ủa ông nó bày ra đấy, để mình đi tắt vô đường này mày. Thở chạy thở thì vậy, đi chuyến nào cũng gặp ông nghe nhạc ha, vậy mà văng tay lưới
Dằn từ lưới nghe của ông luôn à, không biết. Quá trời mệt. Ông dễ gì dễ chạy mệt luôn. Để giờ mình đang đi nhẹ nhẹ qua nó nha. Nó bay ra quá trời luôn anh ba. Đạp ổ luôn anh ba. Anh ba đi đạp ngay ổ luôn nha. Chạy gần chết luôn. Thấy không? Đâu để tôi đi qua. Kìa. Chú luôn. Ngủ không? Đây, ngồi ở đây thấy rồi cả nhà. Bị quất luôn hả? Nè anh ba đang đứng đó nè, mình thì đang gần ngủ ông nha. Kìa gấp lớp thấy cái đầu không? Đó. Ông quá quanh nhà ô. Nói cái đầu không à? Mình thì đang ngồi im đây. Để mình vẽ cho nhà xem nha. Bộ tôi. Nó bay thẳng lên em luôn. Ông hùng dữ quá. Anh mới cầm ngồi mới im đi đâu mai cái. Không ước. Sao? Bè gấp bè luôn. Ủa ông bự thiệt. Nó quánh tôi sủi tay luôn rồi cả nhà luôn. Quá trời quá rồi. Để mày bữa hai mấy anh em mình vô chiến ổ ông mới được. Anh ba quýt anh ba mấy mũi anh ba? 4 mũi. 4 mũi hả? Má quánh cái tay sụi chiều nay sao chạy xe. Đi bố không được luôn. Đứng đây. Nằm trong quần bông mình đâu có thấy đâu. Giăng cái lưới. Giăng lưới bữa giờ mà bữa đó bữa tao đi ở dưới trạm, còn nay tao đi nó bờ, kệ tao ba tới. Đi luôn đi. Luôn đi tới nè. Nhớ chỗ không? Trời ơi, ổn mặt cả nhà ơi. Ê, im từ từ để đánh nó nha. Nè. Trời ơi, cả nhà. Quá trời ổ ông ơi. Mới thì ổ ông vẽ như vậy tới ổ ông mặt trời. Nè cả nhà. Kìa. Thấy không thấy sao đấy. Ôi. Cỡ mặt bàn vậy đó. Chùm lại cây. Mệt như ông vẽ mới với cái chát chạy đây mệt gặp nó thêm ổ ông này nữa. Gung tay luôn. Rồi ông vẽ ba tới nè kìa. Đó. Thôi. Là bức tàn nè. Nè, cấm lụm được tàn này cả nhà. Tàn này là biết sao không? Gió nó rớt á. Gió rớt xuống. Thôi mình đi mà đi bỏ đây là mình phải mình quay trước nè. Trời ơi thôi ngồi anh ông nó đánh chết. Ôi ôi ổn mật. Né ra kìa. Né tôi đi tới thôi. Đâu như ông Bùi đâu. Rồi thiều đứng ra. Thiều đang đổ bên. Nhà, ông nè. Ôi trời ơi ông. Nè, giùm lại không? Cái nhà thấy không? Giùm gần lại đây. Đó. Ông này ông mặc nó phải ông mặc quỷ quá trời bự rồi. Rồi đó tao với hai cái ổ mặc quỷ ui lót cô nó dí mấy trăm thước lặn nó cu be lặn đủ quá trời gung rồi gung tay ông này vẽ mới dí mình quay hơi rung nha cái nhà rung tay chạy nó giờ mệt quá nè rồi giữ lại im cho cái nhà xem cái này là nó mặc nhiều á mấy dòng cái này vòng này mặc nhiều sao bắt được nó ồ nó bự có gì đâu bắt bằng đêm hả bắt bằng đêm mà nếu mà mấy xăm khói bằng ngày mà xăm khói nếu mà không quánh thì xăm khói cây kèo đó kèo đóng nè gèo cái nhà thấy nè bắp giò ông mặc thường đóng mấy cây ngã gì đâu không á trời ơi rồi. Bữa nay đi gặp ông quá trời rồi ông ngồi vẽ rồi đi mình đi để hồi dí nữa em yếu tim thì tới cả nhà ơi bữa hai vô bắt heo ông này quay cho cả nhà xem nha nghỉ mệt đã ơi thăm lưới cả nhà ơi giờ thăm đi gắn tiếp dí mấy anh em nãy giờ thở không ngồi mới ngồi thở rồi tới lên bay dạ yeah. Cái gì vậy trời ơi yếu tim à rồi tới lưới nữa nè cả nhà ơi đã bữa nay ông dí đã mình hên mình không bị quánh không gì nữa gì trời ơi tưởng đâu không dính gắn cả nhà ơi đây từ từ đếm chui qua coi bò lưỡng luôn kìa ui
Ui, gắn giáo. Giáo mày thấy không? Quá. Tàu gù nói chuyện mũi ba vô hồng luôn. Quá trời đất. Ê, làm gì vậy? Tàu gù nó táp. Em động đuôi nữa nè. Từ từ thôi. Tám tám đó. Quất anh ba cái giạc luôn. Đó, gắn hổn ghê trời. Bẻ cây đập đầu đó. Chấn đầu nó xình không? Chấn đầu xình. Nè nha. Quá bự luôn phải không? Trời ơi trời ơi, giờ nè, thiếu thịt cứng nhắc luôn nè đó. Ừ, giờ kiến. Ấy lẹ đi, mũi quá mũi. Nó kiến á. Trời ông lên không. Mũi mũi. Gắn gáo rồi tầm cũng cỡ nửa ký nha cả nhà. Hơn chứ. Gáo gãi luôn nè. Gãi luôn nè. Vàng đã chưa? Lưới lưới mới rồi, đừng xé nha anh ba. Xé mốt cũng dính rồi, lưới cũ nãy xé được chứ lưới mới này đi. Từ từ cứ bình tĩnh. Nó quấn tróc da hết trơn trời. Ừ. Quá lâu rồi nè, mấy ngày mà ba ông bữa ăn. Tróc da luôn. Tróc da luôn. Nó luồn á. Ba lưới chỉ này chắc luồn tróc trơn. Ủa tay giỡn nhất nội vô. Ông đánh vậy mấy em tay hết ráo. Ôi, quá ngon. Trâu vô, trâu vô. Vô bị. Vô bị. Rồi ngon rồi. Bù lại ông chết rồi. Quá đã. Bây giờ mình có tinh thần rồi đó. Tinh thần rồi. Ông đánh cũng không sao. Hẹo ông đó để bữa hai mấy anh em vô chiến hẹo ông đó cho cả nhà xem nha. Quá quất hên xui nó luôn. Một chết hai sống với nó đó. Rồi tới luôn. Tới lưới nơi cả nhà ơi. Gì? Dính nữa hả? Dính, có ly cả nhà ơi. Kệ. Ổ hành. Ôi. Cũng... Nè. Để em dọn mấy nhánh trà quay cho cả nhà xem. Tươi xanh. Ok. Ủa chết hay vậy? Sống hả? Trời ơi. Này cũng bị yếu hen, tại mấy anh em bỏ này 3 ngày á cả nhà. Cũng hơi yếu. Đây, trầm xuống rồi. Quá trời mũi chích hai chân. Thôi. Không phải xuống hết gì đâu. Này trúng cũng dính gắn cũng đỡ. Mũi anh, ra, anh ba thì bị ông vẽ bố, làm cho mũi bốn. Bốn mũi. Còn Thánh này dính mũi. Calamen. Thủi tay luôn rồi cả nhà ơi. Ui. Vô đây bữa cắn nữa mà không nó quánh nó chạy lặn. Quá trời quá đất rồi. Giờ chỉ quá thổi rồi. Cả nhà nhớ đón coi cái clip bắt đầu nha. Thù thù nó mới được. Nãy quay cho cả nhà xem cái ổ ông nội vẽ mình vừa tính zoom lại cho nhà xem cái nó dí mình chạy rồi lại thấy được ổ ông mặt á, zoom cho nhà xem để bữa hai mấy anh em làm cái clip là bắt cái ổ ông đó nha. Sống chết nhớ luôn, một sống hai chết á. Chơi thì cả nhà thấy cái ổ ông đó cỡ đó đó mà một sống hai chết luôn à. Giờ anh em liều dữ lắm rồi. Cả nào cũng phục thù nó chứ, quýnh nó 4-5 mũi rồi. Chứ đi về để mua thuốc uống này, để thôi bọn người đi mai bị cảm là bệnh luôn. Chứ nữa. Quá nhất rồi. Thằng vẽ quánh độc lắm cái nhà ơi. Mình hên đi sao chứ, mình mà đi trong ngược chắc không có cầm điện thoại được giờ đâu. Vô bị. Vô, coi đi. Cũng hơi yếu cả nhà ơi. Cũng còn sống mà hơi yếu. Nước ngọt nước mà, cứ chìm lưới biết không, mưa mấy gà nước. Mưa nước lên nè cả nhà. Nước quá lên. Tới luôn. Treo lưới lên cấp. Treo lên để nước ngập gắn bò qua lưới luôn đâu dính. Mấy anh em giờ treo lưới lên. Treo lưới cho nó cao cao lên chút nữa nha. Vừa vừa thôi. Đầy ít dính cá hả anh bà. Này phải gì lưới mà dính cá được nhiều á. Nó mới dính gắn nhiều. Đầy nói chung cũng trong tràm này cá ít cái nhà ơi. Mà dính được cá nhiều á, dính cá rô cá sặc đồ nhiều á, cái nó chết nó có mùi á, cái con cắn nó nghe nó bò lại mới dính nhiều. Tài này biết sao đây. Đường con này. Ê, tại mình đi trong trạm á, mình quay nói chung cũng hơi giật nhà thông cảm nha. Dính nữa rồi. Đấy, dính này cả nhà. Gắn gì hả? Nước hả? Ba đừng nổi căng cả nhà ơi. Được, có lý rồi cả nhà ơi. Được, gắn nước này cũng được. Tại vì lưới 2,5 á, dính cũng giòn giòn giòn, không có bự dữ.
vô bị vô bị nặng bồn mày, nặng bồn rồi, có lý vậy. Gắn này với bộ 2 kg chưa? 2 kg được, 2 kg rồi các bạn. Cuối đài luôn hả? Còn... cuối chưa? Còn khúc nữa cả nhà ơi. Đi vô, tới luôn. Mấy anh em mình vừa thăm vừa máng lưới lên vậy đó. Nói chung nó cũng hơi lâu tí xíu, cả nhà thông cảm nha. Đi cũng coi coi ở trên đầu nha. Để ông dí nó khổ lắm á, nước không à. Hết lưới chưa? Rồi, rồi hết lưới rồi cái này. Hết lưới rồi. Để xuống dưới thăm cái hai tay, còn hai tay đầu dưới nữa rồi mình quay cho cả nhà xem nữa nha. Hơi lưới nữa. Trên bờ, trên bờ dính yếu hơn dưới nước cả nhà ơi. Nè, tay lưới nữa nè, mà văng ngon ghê luôn cái bờ. Nè, tay lưới nè. Vậy nè, nước ở ngoài đó nước, ở trong đây cũng nước mà vậy gắn đi dưới nước không? Ngon ghê luôn. Rồi, tới luôn. Mấy anh em lội. Quá trời. Mình đi cái muốn ngúp đầu luôn. Bắt một ngày đi, bắt một ngày. Mấy anh em tới lưới nữa nè cả nhà. Chìm lưới đâu rồi? Chìm. Trời ơi chìm. Trời ơi dính. Chìm dính luôn. Chết rồi. Chết. Chìm lưới. Sình luôn. Chết rồi, giục luôn đi, gửi luôn con lính. Quét luôn rồi. Chìm lưới, nước lên quá lẹ. Giục luôn. Không biết là cả nhà ăn không được. Rồi, vô. Quá trời, mới có 3 bữa mà nước nó lên. Bất ngờ luôn á. Máng máng trừ hao đi. Rồi, dính đây ngon nè cả nhà. Bụt. Nhờ khúc này treo lưới lên nè, khúc này nó chưa ngập nè cả nhà. Khúc này nhờ chưa ngập dính. Vô bị. Tới luôn. Lội trong trạm á nha, lúng á, nói chung cũng nó hơi rung rung, hơi giật giật, chút cả nhà xem video thông cảm nha mấy anh em mình nha. Hết lưới. Rồi, còn đầu dưới tay nữa nha, rồi mấy anh em mình xuống dưới đi, quay thêm cái tay đó nữa rồi mấy anh em về. Tới lưới nữa nè cả nhà. Lâu vậy? Trời ơi, con cá trê không gỡ cũng sảy nữa. Tới lưới văng bờ ra mà nước nó ngập lên nhà, dính cá trê gỡ sảy luôn rồi, cúp gỡ sảy luôn. Mấy anh em mình còn tay này nữa là hết lưới rồi, mong là sẽ dính được một con nữa thôi. Kéo vô nó ngon ngon lên ba. Mấy anh em mình thăm một ngày vậy á, nhiều khi có thể là bỏ 2 ngày 3 ngày mới vô thăm lại nha cả nhà, chứ không phải ngày nào cũng đi thăm là không có thắng. Rồi hết lưới rồi cả nhà ơi, giờ để mấy anh em mình lội ra bờ quay thành quả cho cả nhà xem nha. Trong đây mũi quá mũi. Ra tới bờ rồi cả nhà ơi, quá khỏe. Ôi ơi, quá mệt rồi cả nhà ơi, quá mệt. Ra đây cái mấy anh em khỏe cực kỳ luôn. Nhiều không? Quá trời trứng rồi, trứng thòng á. Mát lạnh tay luôn, rồi mát lạnh. Trứng rồi mới mát lạnh tay. Đã. Cả hai ký mấy cả nhà ơi? Bè bè cái đây. Hai ký mấy á?
Coi chừng gắn gáo lẹ lắm nha. Gắn gáo quá. Cũng khém khém 3 kg à, thấy không? Ừ, vậy cũng được. Rồi, vậy. Rồi hẹn cả nhà gặp mấy anh em mình những video sau nha. Rồi chào cả nhà đi. Cả nhà nha. Hẹn cả nhà lúc sau nha. Cả nhà thấy mấy anh em mình làm video hay, nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ giùm mấy anh em mình nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.